khéo nặng nên vừa đấy trèo đầy hứng cho vừa một đôi. Hà Trinh xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Hà Trinh vừa đọc hai câu thơ nôn trong tranh dân gian đồng hồ có tên là Hứng Dừa. Đây ạ, à. khi mà Trinh có vinh dự khoác lên mình bộ áo bằng nhung rất là mềm mại với những đường theo tay này làm nổi bật hồn cốt của tranh đồng hồ thì Trinh cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì đây cũng chính là nội dung rất liên quan đến nhân vật sẽ cùng trò chuyện với chúng ta trong chủ đề này. Xin được giới thiệu đến quý vị nhà thiết kế trẻ Nguyễn Thơ Thơ người đã tạo ra rất nhiều những bộ trang phục đẹp, mềm mại và có rất nhiều tính nhân văn, đặc biệt là về tranh đồng hồ. Xin chào Nguyễn Thơ Thơ. Xin chào chị Trinh. Hôm nay em xuất hiện trong cái set này với nến, hoa cúc này. Ừ. Chị thấy rất là hài hòa ừ. như một bức tranh vậy. Hôm nay em mặc một cái bộ áo là theo về tranh tứ quý việt nam mình có tranh tứ quý tùng cúc trúc mai tức là tượng trưng cho bốn mùa ý nghĩa của bức tranh đấy khi treo trong nhà là uh, giống như một cái tranh chúc tụng cho gia đình uh, được uh, phú quý an uh, khang uh, thì bây giờ đang là mùa thu là mùa của hoa cúc thì em chọn bức tranh về theo cúc trong cái tứ quý đó để em theo đến cái trang phục em hôm nay ừ. thật là khéo chọn <laughs> trong vừa duyên dáng nền nã đã rất là sang trọng nhưng mà vẫn giữ được hồn cốt của dân tộc. Nghĩ đến cái tranh dân gian thì người ta cứ nghĩ là cái gì cũ hay cái gì ừ. nó cổ điển hay là cái gì đấy dành cho những người già ấy. Khi mà em tiếp cận đến những cái dòng tranh dân gian của Việt Nam ấy, em thấy những cái phối màu sắc của họ ấy, không kém gì những cái hàng hiệu bây giờ luôn. Ừ. À, ví dụ như là cái dòng tranh Kim Hoàng, tại vì ngày xưa khi mà những người thế hệ trước người ta thiết kế lên những cái bức tranh đấy thì họ đâu có một cái thông tin gì để tham khảo đâu họ ừ. đều phối màu và vẽ qua cái đúc rút chính cái kinh nghiệm của họ yeah. thế cho nên là cái cách phối màu của họ nó khá là có một cái nét đặc trưng riêng cuộc sống của họ những cái thói quen yeah. sinh hoạt hay thậm chí cả nếp, sinh hoạt gia đình những cái rất là đơn giản thì họ đưa vào cái bức tranh em ví dụ như là cái bức tranh hướng dừa của chị Trinh đang mặc ừ. thì bức tranh này là miêu tả một cái gia đình hạnh phúc yeah. thì cái việc gia đình hạnh phúc thì là cái điều mà ai cũng đều mong muốn đúng không? thì đây là một cái dòng tranh chúc tụng thì khi mà tết người ta treo cái bức tranh này trong nhà thì cái hàm ý của người ta muốn là cả gia đình năm đấy sẽ được vui vẻ thuận hòa hạnh phúc thì ý của những cái bức tranh dân gian thì nó rất là đơn giản bình thường dân dã thôi thế nhưng mà em thấy cái điều đấy thực sự là rất thú vị khi mà em đưa vào những cái sản phẩm của em thì em cũng cố là để cho người ta cảm nhận được những gì mà mình đang có sẵn, những gì mà cái thế mạnh của mình. Chị nghĩ việc mà một người phụ nữ chọn cho mình một bộ cánh thật là nền nã, mang thông điệp ý nghĩa để trò chuyện với người khác ừ. cũng là một cách giao tiếp rất là văn minh. Đúng rồi. Em thì em nghĩ như thế nào về hình ảnh của bộ trang phục mà chúng ta đang mặc nó đại diện cho cả hình ảnh cũng nét đẹp Hà Thành? Ừ em rất thích một cái câu nói này của nhà thiết kế oscar de la renta là mặc đẹp thì không thực sự liên quan đến quần áo đẹp nó là phạm trù về ý thức câu nói đấy nghĩa là cái việc mà đánh giá của một cái người mặc đẹp hay không không chỉ đơn giản là chỉ có một bộ quần áo đẹp yeah. mà cái bộ quần áo đấy nó phải đúng thời điểm và sự kiện mà mình tham gia tới, tức là khi mà đến một cái chương trình cần sự nghiêm túc thì chị không thể ăn mặc lề lề thay hở hang được đúng không? Bởi vì cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn thấy một người mặc trang phục thì mình cũng có thể đánh giá luôn họ là một người như thế nào, có tinh tế hay không đúng không? Thì em thấy là cái việc trang phục lựa chọn nó cũng rất là quan trọng. nhà yeah, đó là cách diễn ngôn riêng đúng của mỗi người đúng nhất rồi. là khi chúng ta có những sự kiện văn hóa à. mà mình cần giữ cho mình cái bản sắc riêng mà vẫn có sự rực rỡ à. hiện đại và tinh thần của giới đúng. trẻ chị cảm thấy là em ta đi một con đường rất là riêng biệt nhưng lại đóng góp rất nhiều cho cái chung của cộng đồng ờ, em có thể chia sẻ thêm là những ý tưởng này là em ấp ủ từ hồi xưa em thích nhìn những người phụ nữ xưa mặt như thế hay là em đã bị ảnh hưởng bởi mẹ hoặc bà không? Ừ. À, bà nội em là người hà nội gốc ừ. thì cả tuổi thơ của em sống với bà nội tức là sống đúng nghĩa là ăn ngủ ở cùng bà luôn đấy <laughs> bà em thì gần như là một thế hệ cuối cùng của người phụ nữ việt nam ngày xưa tức là uh, quàng căn mỏ quạ áo à, bảo ba lúc nào cũng nhai trầu môi đỏ au trước khi ra đường thì bà em mất khoảng một tiếng để sửa soạn là bao gồm cuốn mấn tức là cái mấn bây giờ người ta đang làm giả đúng không thế nhưng mà ngày xưa bà em trước khi ra đường là quấn bằng tóc thật luôn á. tóc dài, của mình à, tóc mình dài cũng mình tóc dài nó quấn, nghen, quấn có cái khăn nữa đúng rồi ạ rất là cầu kỳ và rất là lâu luôn em vẫn còn nhớ những cái ngón tay của bà đan khi mà quấn vào cái cái mấn đấy thì khi mà em nhìn thấy thế hàng ngày hàng ngày thì nó giống như một cái hình ảnh quen thuộc lắm Có thể đối với nhiều người người ta nghĩ là những hình ảnh đấy nó xa xưa, nó cũ kỹ rồi Thế nhưng mà đối với em thì tự nhiên nó thành một cái, những cái thói quen ấy chị In sâu vào trong cái tiềm thức của mình lúc nào không hay Thì khi mà lớn lên một chút thì em bị ảnh hưởng uh, về cái tư duy thẩm mỹ từ mẹ đẻ của em Thì em hình thành nên một cái tư duy thẩm mỹ cũng như là cái thói quen mặc như bây giờ ừ. Và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những cái thiết kế của em khi mà em kể về những ngón tay đàn trên cái cái khăn mỏ quả, tự nhiên chị nhớ bài chân quê ghê á là à. cái khăn mỏ quả cái quần này đen ừ. nói ra sợ mất lòng em Vang em em hãy giữ nguyên quê mùa à, như này. hôm em đi lễ chùa à, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng ăn thì mình cảm thấy là cái sự vừa lòng đó nó không phải chỉ là đẹp không vâng mà nó còn đi vào cái nếp nữa đúng rồi mình cảm thấy hợp tính đúng rồi. hợp tình chị có để ý là bây giờ rất là hiếm người mà giữ được một cái nếp gì đó yeah. mà xuyên suốt cả một cái cuộc đời luôn tức là từ khi mà mình bắt đầu sinh ra và lớn lên tại vì bây giờ mình tiếp nhận quá nhiều thông tin mình cũng bị ảnh hưởng bởi quá nhiều nền văn hóa như ngày xưa các cụ thì đâu có được tiếp nhận nhiều thông tin như thế cho nên là cái nếp sinh hoạt của họ Đi từ ngày họ trẻ đến khi họ già, nó vẫn giữ một cái nếp như thế. Xem những bức tranh ngày xưa của phụ nữ Hà Nội thì em thấy một cái ấn tượng nhất là trong những cái bức ảnh, cái cách tạo dáng của họ tuy rất là gượng, rất là cứng, không được mềm mại hay là không được chuyên nghiệp như bây giờ, thế nhưng mà những cái nhân vật trong đấy thì họ thoát ra được những cái nét đài cát, một cái nét sang trọng riêng, một cái nét con gái riêng. Yeah và có thể là trong những bức tranh đó trang phục mà họ mặc từ một chiếc yếm đến một chiếc áo khoác hờ ừ. và cái chất liệu vải làm cho người ta cảm thấy thoải mái với bản thân người ta trước và ngày xưa đấy thì họ đâu có nhiều phụ kiện họ đâu có photoshop họ đâu có hàng hiệu hay là những cái gì lấp lánh đâu thế nhưng mà những cái màu sắc mà họ phối lên nó rất là nhã nhặn nó rất là nhẹ nhàng thì em nghĩ là đấy là cũng là một cái nét mà người ta người ta nghĩ về con gái hà nội là um, khá là tinh tế và, và thanh lịch khi mà thiết kế những cái trang phục của tiệm thơ thì em không quá là đặt nặng về các cô gái Hà Thành Em nghĩ là tại vì Hà Nội thì là trái tim của cả nước Thế cho nên là con gái Hà Nội sẽ được yêu ái nhắc đến nhiều hơn ừ. Chứ còn em thấy con gái ở các vùng miền đều có những cái đặc điểm rất là tuyệt vời Ví dụ như con gái Huế thì là trong sáng, đoan trang, thủy mị Con gái miền Nam thì ngọt ngào, khéo léo và rất là phóng khoáng Thế nên là khi mà em thiết kế một bộ trang phục hay một bộ sưu tập thì em thường lấy tinh thần của con gái Việt Nam nói chung ừ. chứ không phải chỉ mỗi là con gái Hà Thành. Mình sẽ nhớ về cái hành trình của Lan Quốc Động ở bên Hà Nội á thì quả thật là khi mà người ta nhắc đến làng theo tay này đã từng rất hưng thịnh nhưng mà hiện tại á dường như là không còn hợp với cái nhịp sống hiện đại nữa. Ừ. Nhưng mà với những đơn vị kinh doanh có thể là bắt đầu là nhỏ như em thì đã góp phần tạo nên ý nghĩa và giúp cho những người nghệ nhân này có nơi để thi triển cái tài năng của mình em nghĩ có phải đó là một điều ý nghĩa hay không thì thật ra cái thời hưng thịnh của um, làng quốc động ấy thì cách đây khoảng nhiều năm thì họ mạnh về cái việc là theo tay cho những cái sản phẩm xuất khẩu và theo tay uh, cho những cái bức tranh còn về cái sản phẩm ứng dụng thì có lẽ là chưa thì đến khi bây giờ mình quay lại làng quốc động và mình làm sống động lại một cái cộng đồng theo tay như thế thì uh, bây giờ họ uh, gần như là thay đổi hoàn toàn ngày xưa là theo tranh đúng không? Thì bây giờ họ sẽ theo trên những sản phẩm thời trang như chị và em đang mặc này. Thì, thì à. cái việc ngày xưa theo tranh ấy có những bức tranh có khi mất hàng năm trời, người ta mới theo xong một bức tranh ừ. thì em cũng cũng khá là choáng ấy. Tại vì tại sao lại có những người người ta đủ kiên nhẫn để người ta có thể ngồi một năm để người ta theo một bức tranh. Thế nhưng mà họ có một cái sự kiên nhẫn thực sự là rất là đáng nể. Cái việc của họ làm bây giờ cũng thay đổi rất là nhiều so với ngày xưa. Tức là một cái áo thì có thể theo đến một hai tuần là đã xong rồi. Thì cái việc thay đổi liên tục như thế thì cũng làm họ hào hứng với công việc hơn. Họ cũng cảm thấy là như kiểu mỗi ngày khi mình người ta xong một sản phẩm thì người ta nhận nó những một sản phẩm mới. Thì người ta cũng cảm thấy nó mới mẻ hơn. Công việc nó không bị nhàm chán thì em cũng nghĩ là cái việc đó cũng góp phần vào cái việc mà để công việc thay đổi bây giờ họ nghĩ về cái nghề theo nó khác với ngày xưa hơn. nhà yeah, về cái thu nhập cũng được ổn định hơn Đúng rất rồi. nhiều. Tại vì là ngày xưa thì đã gọi là làng nghề mà, dân làng nghề người ta sống về nghề. Ừ. Thế nhưng mà cái thời gian qua thì vừa cái thị hiếu thẩm mỹ hiện đại, vừa cái làm dịch nữa những cái mặt hàng xuất khẩu nó cũng không thể đem ra ngoài nước ngoài được thế cho nên là cái công việc của họ bị ngừng trệ cũng rất là nhiều thì cái việc mà mình đến thì giống như là một cái làn gió mới để vừa quay lại với công việc mà vừa thay đổi cái công việc mà người ta đã quen được mấy chục năm rồi nếu như mà sau chương trình đó, ừ. cũng có nhiều đơn vị ừ. làm về theo cũng đến với làng quốc động và đặt những cái đơn hàng vì thấy bán được quá <laughs> em có nghĩ rằng là <laughs> cái này là một cái sự lo ngại quan ngại của mình cho yếu tố cạnh tranh ừ, Thật ra đấy là một cái điều tự hào gần như là tự hào nhất của em ấy. Khi mà mình làm sống dậy lại cả một cái làng nghề Mình đem đến một cái trào lưu mặc mới mà mà mang đậm những cái văn hóa Làm cái thủ công trở nên trên, trở nên thành một cái mốt à, có, Nếu mà có nhiều người làm theo em thì cũng vô hình chung là em đã giúp được nhiều hơn nữa một cái làng nghề tại vì Việt Nam không chỉ có mỗi một quốc động là một làng nghề theo truyền thống em thấy cái điều đấy là điều đáng tự hào hơn là đáng lo mình thì rất là hạnh phúc khi được nghe những chia sẻ này nó còn một câu hỏi làm khó hơn nữa nè <laughs> một cái đầm như thế này thì giá cả ừ. em nghĩ là nó có cao không so với giá thị trường em không hề có một cái ý định trong ban đầu là em ừ. sẽ chọn phân khúc cao cấp hay là cái sản phẩm của mình phải đắt tiền ờ, nếu như mà ai mà hiểu một chút về cái việc mà sản xuất lên một cái sản phẩm như thế này dạ. nó mất công ra sao thì khi là một cái sản phẩm như là của chị trinh đang mặc dạ. thì đã tiêu tốn đến nửa tháng công lương của người ta rồi thì tức là mình cũng phải có một cái chi phí nhất định để sản xuất nên một cái chiếc váy này chứ không phải là cái chiếc váy này làm một ngày hai ngày là xong thì mà mình lại bán một cái giá như thế thì em nghĩ là người ta chưa hiểu về cái giá trị của nó thôi chứ còn nếu mà khi mà người ta đã hiểu rồi người ta đã biết được cái công sức của bao nhiêu người người ta góp sức vào một cái chiếc sản phẩm như này thì người ta sẽ không còn thấy nó đắt nữa thì khi mà em kinh doanh thì em cũng có những cái sản phẩm đặc biệt như là chị trinh mặc thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian có những sản phẩm cũng mất nhiều thời gian hơn nhưng mà cũng có những sản phẩm mà theo nhẹ nhàng đơn giản hơn thì cái giá thành cũng cũng đi đi được đến nhiều người hơn cái việc mà cái hàng thủ công như em sản xuất từng chiếc theo đơn đặt hàng của khách thì có những doanh nhân chính trị thì họ muốn một cái sản phẩm để tôn vinh cái truyền thống văn hóa của dân tộc khi mà đến những cái sự kiện quảng bá cho Việt Nam thì họ sẽ có những cái yêu cầu khắt khe hơn những cái hình thêu giống như chị Trinh đang mặc là nói về cái dân dân gian của Việt Nam mình chia sẻ là những cái người thành đạt những cái người doanh nhân mua váy của mình không phải là để mình chia sẻ là cái váy của mình đắt tiền mà tức là khi mà mình đã tiếp cận được cái bộ phận mà người ta đã có một cái sự nhìn nhận tinh tế hơn những cái khó người ta sẽ có một cái khu thẩm mỹ nhất định người ta sẽ có một cái yêu cầu nhất định uh, yêu cầu cao mà mình đáp ứng được họ thì tức là mình đã có một cái thành công thì đúng khi mà hiện nay thì cứ nhắc đến nhung the là nhắc đến thơ hay là nhắc đến theo tay truyền thống là nhắc đến thơ thì em thấy cái điều mà em đã làm được đấy thì là cái điều mà em tự hào nhất trong những bộ trang phục mà em cùng với đội nhà của mình đang thiết kế mà gửi gắm tâm tư, nó không chỉ là chuyện làm ăn buôn bán đâu, chị nghĩ nó còn đi xa hơn thế nữa. nhất là khi sau này em sẽ nhận diện nó ở châu Âu, à. ở nước ngoài, à. đi đâu đó thấy thấp thoáng cái Đúng áo đấy. của Việt Nam, à. thấy tranh đồng hồ làm quà tặng cho nhau, thấy người Việt diện nó trên những cái phố người Việt à. ở nước ngoài mình sẽ thấy chỗ lên một cái niềm tự hào như là mình đã là một đại sứ văn hóa vậy đó. và chị mong là những cái điều đó sẽ tiếp tục trong cái tiềm thức và trên con người em phát triển nó mang lại thật nhiều điều tốt lành cho em. cảm ơn Nguyễn thơ thơ thưa quý vị mong là qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ yêu thêm những sản phẩm tinh túy được làm từ các thương hiệu việt